Này thiện hiện, trí nhất thiết, đối với trí nhất thiết, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí nhất thiết. Này thiện hiện, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải chính tự tánh, chẳng phải lìa tự tánh mà có thể an trụ, dẫn phát tự tánh. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước sắc, cho đây là sắc, sắc này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức, cho đây là thọ tưởng hành thức này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn xứ, cho đây là nhãn xứ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiển thân ý xứ, cho đây là nhĩ tỷ thiển thân ý xứ, nhĩ tỷ thiển thân ý xứ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước sắc xứ, cho đây là sắc xứ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, cho đây là thanh hương vị xúc pháp xứ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn giới, cho đây là nhãn giới này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiển thân ý giới, cho đây là nhĩ tỷ thiển thân ý giới, nhĩ tỷ thiển thân ý giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước sắc giới, cho đây là sắc giới này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, cho đây là thanh hương vị xúc pháp giới, thanh hương vị xúc pháp giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn thức giới, cho đây là nhãn thức giới này thuộc kia, chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiển thân ý thức giới, cho đây là nhĩ tỷ thiển thân ý thức giới, nhĩ tỷ thiển thân ý thức giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn xúc, cho đây là nhãn xúc này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiển thân ý xúc, cho đây là nhĩ tỷ thiển thân ý xúc, nhĩ tỷ thiển thân ý xúc này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra này thuộc kia. Cũng chẳng chấp trước các thọ do nhĩ tỷ thiển thân ý xúc làm duyên sinh ra, cho đây là các thọ do nhĩ tỷ thiển thân ý xúc làm duyên sinh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiển thân ý xúc làm duyên sinh ra này thuộc kia.